Red Dragon họ đang trình diễn một lối chơi tương đối nhanh và đang tạo ra những cơ hội đầu tiên của trận đấu này. Đây lại là cơ hội tình huống dứt điểm đến từ vị trí số 33, đó là Trọng Khánh. Họ đã phạt và đang đứng trước bóng lúc này là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay đến từ Burnley Vision. Đó là vị trí của số 12, đội trưởng D12, và dứt điểm đến từ D12. Và nó sẽ phần nào đó nó khiến cho trận đấu này nó có thêm những sự thú vị. Mặt sân sẽ trơn hơn, trái bóng nó cũng sẽ trơn hơn, và cũng sẽ là những thử thách dành cho hai đội bóng. Lại là cơ hội dành cho Red Dragon. Đây là ba bóng mà người ta nên dành lời khen dành cho Wittered. Đủ đành mang áo số 23 vừa giúp cho các cầu thủ thủng lên bóng sáng nước dành cho cầu thủ của Red Dragon. Và xử lý không thành công, câu trả lời cũng ôm nước huy sinh. Đây là vị trí của Hảo ABC. Thường xuyên không thể có được pha tiếp bóng. Phần nào đó thì cũng đã có một chút bất ngờ đến từ Phúc Nguyễn. Vừa rồi là tình huống mà trên sân chúng ta có hai quả bóng đỏ. Họ vẫn đang chơi tấn công một cách rất mãnh liệt. Chỉ có điều là họ cần cẩn thận hơn ở phần sân nhà. Và xử lý đến từ đội trưởng D12. Và dứt điểm đến từ D12. Cơn mưa bây giờ nặng hạt của phần nước Huy Trinh. Và ở phần sân còn lại, đó là Red Dragon. Họ vẫn đang chơi tấn công một cách máu lửa. Họ vẫn đang chơi tấn công một cách tổng lực nhất. Đây lại là cơ hội dành cho bên nước Huy Trinh. Những cú dứt điểm nó vẫn đang thiếu đi một chút độ chính xác và một chút tốc độ. Và xử lý vừa rồi là của số 10 Hảo ABC. Hảo Điêu và các đồng đội vẫn đang cố gắng thu hồi trái bóng ở khu vực giữa sân một cách tốt nhất, nơi mà họ đang cố gắng tạo ra những sự khác biệt. Dứt điểm, đây là cơ hội. Tình huống chạm bóng cực kỳ nhạy cảm và đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ của Red Legend. Và ghi bàn. Các đồng đội vẫn đang cố gắng thu hồi trái bóng ở khu vực giữa sân một cách tốt nhất, nơi mà họ đang cố gắng tạo ra những sự khác biệt. Dứt điểm, đây là cơ hội. Tình huống chạm bóng cực kỳ nhạy cảm và đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ của Red Legend. Và ghi bàn rất chắc chịu, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết như thế này. Đưa bóng vào, cơ hội và dứt điểm. Tình huống chạm bóng đến từ một chiếc bóng áo xanh đen ở bên trong vòng cấm đối phương. Sẽ lại có những phút đầu tiên của trận đấu này thì người ta có thể thấy một Red Dragon trong màu áo của Manchester United đối đầu với một bơm nước Huy Trinh trong màu áo phần nào đó na ná của Chelsea. Một lối chơi phòng ngự phản công. Một pha bóng mà Đủ Đành này đã đổi người đúng không? Nhưng lần này thì không có cơ hội dành cho Đủ Đành mang áo số 1 của Red Dragon. Một pha bóng mà Đủ Đành này đã đổi người đúng không? Nhưng lần này thì không có cơ hội dành cho Đủ Đành mang áo số 1 của Red Dragon. Đến từ đội bóng này. Đây là vị trí của Cường Béo. Tuyến giữa vẫn đang nhỉnh hơn đến từ các cầu thủ của Burnley Huy Trinh. Như chúng tôi đã đang gặp một chút bế tắc thì người ta đang nhìn thấy đâu đó cơ hội cho họ từ pha bóng này. Đối phương có bàn thắng từ một tình huống cố định và bây giờ thì Red Dragon đứng trước một cơ hội, một quả đá phạt cố định dưới điểm. Bóng đi quá mạnh. Tình huống dứt điểm đến từ số áo 23, đó là Ngọc Bạch. Mạnh Huân và lên bóng dành cho bên nước Huy Trinh. 30 phút đầu tiên của trận đấu này đã trôi qua và dứt điểm. Bóng đi trên cột sau pha dứt điểm đến từ vị trí của Lisseva. Có lẽ là chúng tôi sẽ quan sát lại kỹ hơn một tí. Đến 12, tình huống dứt điểm rất căng. Nhưng có vẻ như vừa rồi chúng ta xác định là bóng chạm cục.
đưa bóng vào. Đó là pha dứt điểm này. Một tình huống đặt lòng nhưng trái bóng nó vẫn đi cao. Đây là cơ hội dành cho Red Legend. Và đâu ai? Nhưng một góc sút nó không phải là quá rộng. Và phương án vừa rồi nó cũng không. Vẫn đang là các cầu thủ của Red Legend. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Đây là cơ hội dành cho bên Quy Trình. Vẫn đang là đội bóng áo xanh. Nhưng đường từ xa và tỷ số là 3-1. 3-1 dành cho các cầu thủ của bên Quy Trình. Một pha xử lý. Vẫn đang là các cầu thủ của Red Legend. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Đây là cơ hội dành cho bên Quy Trình. Vẫn đang là đội bóng áo xanh. Nhưng đường từ xa và tỷ số là 3-1. 3-1 dành cho các cầu thủ của bên nước Huy Sinh. Một pha xử lý 8 của hiệp thi đấu thứ hai mà thôi. Có nghĩa là Red Legend họ vẫn còn hơn 20 phút nữa. Và khoảng cách hai bàn không phải là khoảng cách không thể bị san lấp. Tình huống cắt bóng không thành công. Đây là cơ hội tấn công dành cho các cầu thủ của bên nước Huy Sinh. Đuổi kết liệu và bóng dứt điểm thì nó lại không thể thành công. Thì vẫn đang trịch nhịp. Vẫn đang là những pha bóng cuối cùng. Nó cần một sự chính xác nhưng nó chưa thực sự quá cao. Đây là cơ hội. Và xử lý đến từ vị trí của bầu chim. Ông bầu của cầu thủ bên nước Huy Sinh. Trọng Khánh. Và xử lý tốt đến từ Trọng Khánh. Dứt điểm từ xa. Một pha dứt điểm treo góc của Trọng Khánh dễ dàng hơn. Mọi thứ nó sẽ trở nên căng thẳng hơn. Dứt điểm. Và dứt điểm đến từ Thẩm Mạo. Là bầu Huy Sinh. Đây là cơ hội dành cho bầu Sinh. Vẫn đang là bầu Sinh. Đường xuyên. Tạm tiết. Dứt điểm. Và 4-1. 4-1 dành cho các cầu thủ của bên nước Huy Sinh. Cho bên nước Huy Sinh. Đây là cơ hội dành cho bầu Sinh. Vẫn đang là bầu Sinh. Đường xuyên. Tạm tiết. Dứt điểm. Và 4-1. 4-1 dành cho các cầu thủ của bên nước Huy Sinh. Bóng của họ không quá nhiều. Và từ đó họ cũng không thể tạo ra được những cơ hội trong những phút ít phút đã qua. Và xử lý hơi mạo hiểm cơ hội. Bảo Trinh không thể có được vài chiếc điểm. Không thể có được vài chiếc điểm đến từ số 7. Bảo Trinh. Đây là cơ hội, dứt điểm. Lại thêm những cơ hội dành cho chiếc áo số 7 của bơm nước Huy Sinh. Một nào đó hơi mạo hiểm đến từ Trọng Khánh. Nhưng sau đó thì chúng ta xác định đã có lỗi đến từ cao thủ của bơm nước Huy Sinh. Ngọc Bành, Ngọc Bành dứt điểm. Và bây giờ thì chúng ta mới có được bàn thắng dành cho các cầu thủ của bơm nước Huy Sinh. Của hơi mạo hiểm đến từ Trọng Khánh. Nhưng sau đó thì chụp lại xác định đã có lỗi đến từ cao thủ của bên nước Duy Trịnh Huy Trịnh. Ngọc Bành, Ngọc Bành như đêm. Và bây giờ thì chúng ta mới có được bàn thắng dành cho các cầu thủ của bên nước Huy của Red Legend.